Tính lão cư sĩ Hà Liên Cư. Giải lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 26. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 188. Trang 188 bắt đầu xem từ hàng thứ tư. Thực báo độ đoạn sau cùng. Thực báo trang nghiêm độ. Nãy pháp thân đại sĩ chi sở du cư, biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ, dĩ thượng chư đại sĩ, thị đắc sanh thử, phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, phương sanh thử độ. Thực báo độ ở trong Kinh Đại Thừa Thông Thường, tất cả chư Phật đều có thực báo độ. Thực báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới Ta Bà gọi là thế giới Hoa Tạng, là lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Đại Nhật Như Lai Bổn Tôn ở trong Mật Tông, Ngài có báo độ gọi là Mật Nghiêm Độ. Phật nào đạo cũng giống nhau. Báo độ bất luận là thân hay là cõi đều là pháp tánh, là do pháp tánh biến hiện ra, là hoàn toàn giống với thân và cõi ở nơi này của chúng ta vậy. Cái thân và cõi này của chúng ta, nó thật ra cũng là do thực báo độ
biến hiện ra. Thực báo độ là căn bản, thực báo độ là tâm hiện, là hiện ra bởi chân tâm, không phải vọng tâm. Vọng tâm là A-lại gia thức. Hoa Nghiêm Phật nói: tâm hiện thức biến. Toàn bộ tất cả hiện tượng trong khắp pháp giới hư không giới, hết thảy đều là do tâm hiện. Tâm hiện chính là thực báo trang nghiêm độ. Nếu như tâm hiện lại cộng thêm thức biến, liền biến thành thế giới này của chúng ta. Thế giới này gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là cảnh do A Lại Gia biến ra. Cơ sở biến của nó chính là thực báo độ. Nếu không có thực báo độ thì nó không có cách gì biến được. Hay nói cách khác, cái biến hóa này là đã bóp méo thực báo độ rồi. Ở trong thực báo độ không có 8 thức, 51 tâm sở. Hay nói cách khác, cái mà trong bách pháp gọi là sắc pháp, tâm pháp, hữu vi vô vi. Chúng ta nói hữu vi vô vi, toàn bộ tất cả pháp hữu vi tận hư không khắp pháp giới. Pháp hữu vi quy nạp thành 94 loại lớn. Hữu vi tức là có sanh có diệt. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là có sanh có diệt. Đây gọi là hữu vi. Pháp hữu vi toàn là giả, đó là nhất chân pháp giới do pháp tánh biến hiện ra, bị A Lại Gia thức bóp méo nó rồi. Vì thế ở trong Đại Thừa Giáo, tông pháp tướng duy thức căn cứ lý luận tu học của họ, chính là hữu vi vô vi. Làm thế nào buông xả hữu vi để trở về vô vi vậy? Là chuyển 8 thức thành 4 trí. Chỉ cần chuyển trở lại được, thế thì nơi này của chúng ta cũng đều biến thành tịnh độ rồi. Cách chuyển như thế nào vậy? Nhìn thấu buông xả cũng chính là chỉ quán mà trong Đại Thừa Giáo nói. Quán chính là nhìn thấu, nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật, buông xả tất cả hư ngụy, thì tự nhiên sự thật liền hiện tiền ngay. Sự thật không có tiêu mất, là ở trước mắt. Thế nhưng chúng ta không nhìn thấy, không thể chạm được, nên không nhận được lợi ích. Chuyển thức thành trí nói ra thì dễ, nhưng khi làm thì rất khó. Tướng tông có 5 tầng quán duy thức. 5 tầng quán duy thức này, nếu đương theo tình trạng thông thường để tu hành, trước đây Lý Lão Sư đã từng nói với chúng tôi, đại khái là cần phải hơn 200 năm. Chúng ta có tuổi thọ dài như vậy hay không?
cần phải có khoảng chừng 250 năm. Không dễ dàng. Thế nhưng giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở trong hoa sen, họ đã chuyển tám thức thành bốn trí rồi. Có thể là bản thân họ vẫn chưa có phát hiện ra, nhưng tự nhiên đã chuyển rồi. Đây là nguyên nhân gì? Tất cả là dựa vào oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Là từ sự việc này, chúng ta phải biết cảm ơn A-di-đà Phật. Đây là do A-di-đà Phật giúp chúng ta chuyển. Chúng ta là dựa vào Ngài, chứ không phải tự lực. Hơn nữa, chuyển nhanh vô cùng. Bạn xem, từ chỗ này, mạng sống của chúng ta kết thúc rồi. Ngồi vào đài sen, hoa sen liền khép lại. Khi đến tiếp dẫn là lúc hoa nở, chúng ta ngồi vào trong đó, hoa liền khép lại. A-di-đà Phật đem cái hoa này mang về thế giới Cực Lạc, đặt vào trong ao Thất Bảo. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Đóa hoa sen này ở trong ao sen, đến khi nào nở hoa vậy? Mỗi người đều khác nhau. Đây chính là lời Ngẫu Ích Đại Sư nói trong Kinh Di Đà Yếu Giải. Phẩm vị cao hay thấp là hoàn toàn ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Lúc này là nhìn thấy rồi. Người công phu niệm Phật sâu thì hoa nở rất nhanh. Người niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đến thế giới Cực Lạc, hoa liền nở ngay. Người niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì cần một khoảng thời gian. Cái gọi là thời gian đều là dùng thời gian ở trên trái đất này của chúng ta để tính. Thế giới Cực Lạc không có thời gian, cũng không có không gian. Không có thời gian tức là không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có không gian chính là không có khoảng cách. Ở trong Kinh Phật nói, khoảng cách của cái thế giới ta bà này của chúng ta so với thế giới Cực Lạc là 10 vạn ức cõi nước chư Phật. Đây là sự quan sát từ trong tầm nhìn của người thế gian chúng ta, là có khoảng cách xa như vậy. Thế giới Tây Phương Cực Lạc khi thấy ra là ở trước mắt. Cho nên thế giới Cực Lạc là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, tứ độ là dung hợp, không có khác biệt. Quả thật là có cái tên tứ độ. Thế nhưng tứ độ là bình đẳng. Sanh về thế giới Cực Lạc là viên sanh tứ độ. Thực là chân thật, không phải giả. Phương tiện độ không chân thật, đồng cư độ cũng không phải là chân thật. Thực báo mới là chân thật.
là vĩnh hằng bất biến. Nó là pháp tánh độ. Sanh về nơi này, thân có được là thân pháp tánh. Tứ độ đều là thực báo độ, đều là thân pháp tánh, là pháp tánh độ. Cho nên cái này không thể nghĩ bàn. Vì thế chúng ta học đoạn kinh văn này mới biết rằng giảng sanh về thế giới Cực Lạc là quá thù thắng. Bạn xem, bình thường tu hành đến chỗ này, biệt giáo là sơ địa, viên giáo là sơ trụ. Thông thường nói đều là nói viên giáo. Tịnh Tông là viên giáo. Viên giáo sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ liền sanh về cõi thực báo trang nghiêm. Thứ độ đại sĩ, sắc tâm tự tại, thân độ hổ hiện, thân trung hữu Phật sát, là ở trong thân có thể nhìn thấy được cõi nước chư Phật mười phương. Thân độ hổ hiện, chúng ta đọc Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn nói cho chúng ta biết A-di-đà Phật hiện báo thân ở cõi thực báo để giúp đỡ những vị pháp thân đại sĩ này. Báo thân của A-di-đà Phật, Phật nói cho chúng ta biết thân có 8 vạn 4 ngàn tướng, không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước sanh tại Ấn Độ, là tướng ứng hóa thân. Thân của báo độ vô cùng trang nghiêm, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Thân có 8 vạn 4 ngàn tướng tốt, mỗi một tướng có 8 vạn 4 ngàn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp tỏ ra 8 vạn 4 ngàn hào quang sáng suốt. Trong mỗi một tia hào quang đều nhìn thấy chư Phật Như Lai mười phương đang giảng kinh dạy học, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta giảng sanh về thế giới Cực Lạc, Hoa Khai Kiến Phật là thân gì vậy? Là thân giống như A Di Đà Phật vậy. Cái này không thể nghĩ bàn. Vô phương tưởng tượng, quá thù thắng rồi. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Chúng ta là phàm phu sát đất, niệm Phật chỉ mấy năm. Chúng ta hãy xem từ trong Giảng Sanh Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, thông thường người niệm Phật giảng sanh về thế giới Cực Lạc hầu hết đều là 3 năm. Có một số người chưa đến 3 năm, có một số người hơn 3 năm một chút là thành tựu rồi. Thực sự là quá dễ dàng.
do quá dễ dàng mà không có người nào dám tin. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, không có cách nói này. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, ba kinh này là một bộ kinh. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là nói đại cương, tức là đại cương, Đại Cương Tịnh Tông, từng phương diện một đều nói đến, nói rất cặn kẽ, giới thiệu cho bạn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bộ kinh này chính là sách thuyết minh, nói cặn kẽ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ nói hai sự việc. Một cái là nói căn cứ lý luận của tịnh độ, nếu như đạo lý bạn không có rõ ràng, không sáng tỏ, thì không thể đoạn hết hoài nghi được. Tịnh độ là căn cứ đạo lý gì xây dựng nên? Thế Tôn đã nói một câu nói trong Quán Kinh: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là căn cứ lý luận của Tịnh Độ Tông. Cái thứ nhất, tâm này là Phật, bạn vốn dĩ là Phật. Trong Hoa Nghiêm, Đức Phật căn cứ cái lý luận này nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật chứ không phải giả. Chính là bởi vì bạn vốn dĩ là Phật, bạn hiện nay đã mê mất tự tánh, biến thành phàm phu. Bạn hiện nay muốn làm Phật thì đâu có đạo lý nào không thành Phật chứ. Bạn không phải Phật, bạn muốn làm Phật là khó rồi. Bạn vốn dĩ là Phật. Người tu học Tịnh Tông đối với câu nói này phải hoàn toàn tiếp nhận, phải hoàn toàn khẳng định. Quả thật đúng như lời Phật nói, Phật không có vọng ngữ, không có lừa dối người. Tất cả chúng sanh quả thật vốn dĩ là Phật. Đại Thừa Giáo nói kỹ, nói nhiều rồi. Giống như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa nói vô cùng cặn kẽ, vô cùng thấu triệt. Tâm là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm vốn dĩ là Phật, vọng tâm hiện nay muốn làm Phật. Chân vọng là một thể, chân vọng không hai. Đây là lý luận của Tịnh Tông. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ ta nghĩ người, toàn là vọng tâm, là ba tâm, hai ý của A Lại Gia. Ý thức thứ sáu là tâm phân biệt. Mạt na thứ bảy là tâm chấp trước. Đây chính là nói tác dụng nặng hay nhẹ của nó. Ba tâm đều có phân biệt, đều có chấp trước. Hãy xem loại công năng nào mạnh nhất. Dùng đặc biệt mạnh để nói nó, đặt cho nó cái tên là ý thức thứ sáu. Công năng phân biệt đặc biệt mạnh. Mạt na thứ bảy, tính chấp trước đặc biệt mạnh. Chấp trước là bị ô nhiễm, cho nên cũng gọi là ý ô nhiễm.
Chân tâm vĩnh viễn không bị ô nhiễm, vĩnh viễn là thanh tịnh. Lục Tổ Huệ Năng minh tâm kiến tánh rồi, chúng ta thấy bài báo cáo của Ngài. Ngài trong lúc khai ngộ đã nói với Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nào ngờ tự tánh, không có ngờ rằng tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn dĩ là thanh tịnh, có ô nhiễm hay không? Không có. Nên biết chúng ta thường hay nói tâm bị ô nhiễm, đó là vọng tâm chứ không phải chân tâm, là thức thứ bảy bị ô nhiễm rồi. Chân tâm xưa nay chưa từng bị ô nhiễm bao giờ. Chúng ta không biết chân tâm ở đâu, xưa nay chưa có dùng chân tâm bao giờ. Cái tâm mà khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác dùng thấy đều là vọng tâm. Đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không rõ ràng. Thức thứ tám là lạc tạ chủng tử, tức là thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Mà bảy thức phía trước đã tạo, thấy đều rơi vào trong A-lại gia thức. A-lại gia thức giống như cái kho chứa vậy, là giống như phòng tư liệu vậy, thấy đều sao chép lại ở nơi đó. Người xưa nói, nếu như A-lại gia là hiện tượng vật chất có sắc tướng, thì mỗi người chúng ta từ vô thị kiếp đến ngày nay, tập khí mà A Lại Gia hàm chứa, cho dù nhỏ đi nữa, nhỏ như vi trần vậy, thì tận hư không cũng không thể chứa hết. Là thật chứ không phải giả. Ý nghĩ của chúng ta xưa nay chưa có gián đoạn bao giờ. Niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Những tập khí này sẽ biến thành hạt giống trong A Lại Gia, vô lượng vô biên, vô số vô tận. Hạt giống nào có sức mạnh lớn, lúc chúng ta sắp mạng chung, nó khởi hiện hành, nó đứng ra làm chủ, nó đi đầu thai, liền tạo thành hiện tượng của lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi sanh ra như thế nào? Nên phải biết, sức mạnh cỡ nào đi nữa, nó cũng không phải là thật, nó là giả. Trên thực tế mà nói, chúng ta không thể tìm thấy dấu vết của nó, nhưng không thể nói nó không có, nó là thật. Cái thứ này là gì? Trên thực tế chính là một phần mê, mê hoặc ở trong tự tánh, là cái thứ này. Mê hoặc là không phải thật, tự tánh không có cái này, nhưng mà hiện nay có. Một niệm mê, đây chính là vô thủy vô minh. Vô thủy vô minh chính là A Lại Gia. Một niệm giác, nó liền biến mất rồi, nó liền không tồn tại nữa. Cho nên việc dạy học của Phật Pháp không có gì khác là hy vọng bạn buông xả một niệm mê, trở về một niệm giác, thì vấn đề được giải quyết ngay. Một niệm mê liền có thập pháp giới, liền có lục đạo, liền có tam đồ. Một niệm giác
thấy đều biến mất. Vĩnh Gia Đại Sư nói rất hay, rõ ràng trong mộng có sáu cõi là có lục đạo luân hồi, tỉnh mộng rồi không không cả đại thiên, đây là một điểm giác rồi, thập pháp giới không thấy nữa, lục đạo luân hồi không còn nữa, giống như mộng, mộng tỉnh rồi. Bạn đi tìm ai? Tìm cái mộng đó vĩnh viễn tìm không ra, nó vĩnh viễn sẽ không hiện tiền trở lại. Cho nên lục đạo luân hồi và thập pháp giới hiện tiền của chúng ta là cảnh giới trong mộng, không phải thật. Biết không phải là thật thì không nên để ở trong tâm, vậy thì buông xả ngay. Thế nhưng buông xả rất khó, khó thật. Khó chỗ nào vậy? Do đã hình thành thói quen rồi. Hình thành từ khi nào vậy? Từ kiếp lâu xa đến hiện nay, trở thành thói quen. Biết là sai rồi nhưng không thể sửa được. Có thể buông xả được thói quen, đây liền gọi là công phu. Người công phu sâu thì buông xả triệt để, người công phu cạn thì buông xả một phần, vẫn còn một phần. Cho nên mỗi người tu hành công phu sâu hay cạn không giống nhau. Đây là nhân tạo thành tứ độ tam bối củ phẩm của thế giới cực lạc. Cái thứ này từ đâu mà có vậy? Là từ chúng ta. Chúng ta giảng sanh là đới nghiệp giảng sanh, phiền não chưa đoạn, một phẩm cũng chưa đoạn. Tuy nhiên Phật yêu cầu bạn cần phải điều phục được phiền não mới có thể giảng sanh. Cái gọi là mang theo tập khí cũ chứ không thể mang theo hiện hành. Lúc sắp mạng chung nếu vẫn còn một chút tham ái, vẫn còn sân hận, vậy là không thể đi được. Mấu chốt là ở một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật, bạn chắc chắn được sanh. Ai có thể bảo đảm mình một niệm sau cùng là A-di-đà Phật? Tổ sư Đại Đức chỉ dạy chúng ta, chúng ta phải hình thành thói quen niệm Phật. Bất luận là vào lúc nào, ở chỗ nào, thuận cảnh nghịch cảnh, thấy đều là một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu ra là không có ý nghĩa gì cả. Thuận cảnh thiện duyên không khởi tham luyến, nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận, đây gọi là công phu. Như vậy là có thể đới nghiệp. Nhất định phải niệm đến tự tại giảng sanh, vậy chắc chắn mới có phần nắm chắc. Giảng sanh dựa vào người khác trợ niệm không đáng tin. Quan hệ điều gì? Người trợ niệm có tâm từ bi hay không? Có trí huệ hay không? Nếu như họ không có tâm từ bi, họ không có trí huệ, họ sẽ chướng ngại bạn giảng sanh. Lúc trợ niệm sẽ gây cho bạn phiền não. Họ đến sờ chạm vào bạn, họ đụng vào bạn, vì là phiền phức lớn rồi. Cho nên ở trong văn sao của Ấn Quang Đại Sư nói đến trợ niệm cần phải tuân thủ phép tắc, đó chính là
người mất tuyệt đối không đụng vào giường của họ. Bạn đi ngang qua giường của họ phải luôn có một khoảng cách, không được đụng vào họ. Bởi vì chúng ta không biết là họ có thực sự giảng sanh hay chưa. Nếu thực sự giảng sanh rồi thì không sao, đụng vào họ cũng không sao. Nếu không phải thực sự giảng sanh, thần thức của họ chưa đi, thần thức chưa đi, dù là ngừng thở rồi, nhất rồi, nhưng thần thức chưa đi, bạn đụng vào họ, họ có cảm thọ. Họ cảm thọ đau khổ, đau khổ họ liền sanh tâm sân hận. Vừa sanh sân hận liền đi đường địa ngục rồi. Bạn xem tiễn giảng sanh lại tiễn họ đi vào địa ngục rồi, là sai rồi. Cho nên người tiễn giảng sanh chỉ là một câu Phật hiệu, nhắc nhở họ, hy vọng họ niệm Phật theo, là mang ý nghĩa này. Tuyệt đối không được đụng vào họ, không được chạm vào họ, vì không có lợi ích. Điều này phải nhớ kỹ, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính của mình niệm câu Phật hiệu này, giúp họ giảng sanh. Vậy là đúng rồi. Nếu như người tự tại giảng sanh, họ đi rồi, bạn đụng họ thế nào họ cũng không sao cả, họ đã đi về thế giới cực lạc rồi. Tục ngữ chúng ta nói, linh hồn của họ không có nơi này nữa, đã rời đi từ lâu rồi, bạn đụng vào họ cũng không sao. Tướng họ hiện nhất định là toàn thân mềm mại. Tuy tuổi tác cao nhưng mềm mại giống như trẻ em vậy. Chúng ta xem thấy đĩa VCD giảng sanh của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 112 tuổi, tự tại giảng sanh. Sau khi giảng sanh 2-3 ngày thì nhập liệm, toàn thân mềm mại. Chúng ta thấy trên đĩa VCD rồi, Ngài làm mẫu cho chúng ta, làm tấm gương cho chúng ta thấy. Dùng phương pháp gì thành tựu gì? Chính là một câu A-di-đà Phật. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, cả đời chưa từng nghe người ta giảng kinh bao giờ. Ngay cả thời khóa sáng tối trên chánh điện cũng chưa từng lên. Ở trong chùa của người khác, người ta thời khóa sáng tối trên chánh điện Ngài cũng theo, nhưng thời khóa sáng tối trên chánh điện Ngài không biết tụng, cũng không biết sướng. Ngài chỉ là niệm A-di-đà Phật. 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, mãi cho đến lúc Ngài giảng sanh là 92 năm. 92 năm một câu Phật hiệu. Bạn xem, đi tự tại biết bao, tự nhiên biết bao, không có một mảy may chướng ngại. Cả đời của Ngài là tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta. Bạn thấy đời sống, công việc, đối nhân xử thế của Ngài, ở mọi lúc, ở mọi nơi, chính là một câu Phật hiệu, không có gián đoạn. Cho nên người ta đi là có phần nắm chắc. Một câu Phật hiệu cũng có thể giảng sanh. Chúng ta ngày nay còn thêm một bộ kinh nữa. Vì sao vậy? Bộ kinh điển này giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính.
Nếu như chúng ta không có nghi, hoàn toàn tin tưởng thì có thể không cần kinh nữa rồi. Một câu Phật hiệu là thành công rồi. Chúng ta vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về thế giới cực lạc, thế thì cần phải dựa vào bộ kinh điển này. Không nên làm quá nhiều. Quá nhiều thì sao? Quá nhiều sẽ xen tạp rồi. Quá nhiều sẽ sanh vọng tưởng. Vọng tưởng sẽ chướng ngại giảng sanh. Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu, có lợi ích. Nếu như bạn học Kinh Vô Lượng Thọ, có thể giống như cái phương pháp tu học đó của cư sĩ Lưu Tố Dân thì có thể thành công. Cô là dùng đĩa VCD, đĩa Kinh Vô Lượng Thọ mà tôi giảng là giảng năm xưa, không phải giảng Đại Kinh giải, là giảng kinh. Năm xưa đã giảng qua 10 lần, đại khái mỗi lần là 100-200 giờ đồng hồ. Cô cầm được một bộ đĩa, mỗi ngày nghe một đĩa là 1 giờ đồng hồ. Mỗi ngày nghe 1 giờ đồng hồ. 1 giờ đồng hồ này, một ngày nghe 10 lần, đây chính là trường kỳ huân tu. Một lần này nghe xong rồi, lại nghe lại từ đầu lần thứ hai, nghe 10 năm. 10 năm tâm của cô định rồi. Mặc dù chưa có khai ngộ, nhưng chắc chắn cô đắc niệm Phật tam muội, công phu thành khối, sự nhất tâm bất loạn, cô chắc chắn chứng được rồi. Chỉ cần chứng được công phu thành khối thì giảng sanh có phần nắm chắc. Là có thể tự tại giảng sanh. Hơn nữa, mỗi người niệm Phật thật sự có công phu. Cái gọi là thật sự có công phu chính là đem mọi thứ thường ngày, gọi là buông xả vạn duyên, buông xả thật sự. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, trong miệng chỉ có Phật hiệu A-di-đà. Người này dựa theo lời mà Bồ Tát Đại Thế Chí nói trong Kinh Lăng Nghiêm là nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ là trong tâm nghĩ đến A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, tâm tưởng nhớ A-di-đà Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Con người thấy ở trong định, con người thấy ở trong mộng. Nhìn thấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nhất định thọ ký cho họ, sẽ nói cho họ biết bạn còn bao nhiêu năm tuổi thọ. Đợi đến khi tuổi thọ bạn kết thúc rồi, Phật đến tiếp dẫn bạn giảng sanh. Đây chính là thọ ký. Lão Hòa Thượng Hải Hiền giảng sanh, Ngài đã sống 112 tuổi. Tôi không tin 112 tuổi là tuổi thọ của Ngài. Từ trong lời nói chuyện của Ngài ở trong đĩa VCD có thể nhận ra được
Bởi vì có người hỏi Ngài, Thầy đã nhìn thấy A-di-đà Phật rồi phải không? Ngài nhìn thấy A-di-đà Phật nói với Ngài điều gì? Ngài nói tôi yêu cầu A-di-đà Phật đưa tôi về thế giới Cực Lạc, nhưng A-di-đà Phật không đưa tôi đi, muốn bảo tôi ở thế gian làm biểu pháp. Chúng ta thử nghĩ, Đại sư Huệ Diễn năm xưa là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta, là sơ tổ. Bản thân Ngài cả đời 4 lần thấy Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, niệm đến 112 tuổi là 92 năm. 92 năm tôi tin là ít nhất Ngài cũng thấy được Đức Phật 10 lần. Phật giao nhiệm vụ cho Ngài. Tuổi thọ thì sao? Tuổi thọ là do Phật kéo dài nó ra. Ngài khởi tác dụng ở thế gian này, làm tấm gương cho người niệm Phật xem. Mãi cho đến Ngài 112 tuổi mới rước Ngài giảng sanh. Trước lúc giảng sanh là đã nói rõ với Ngài đến khi nào. Bản thân Ngài trong tâm đã biết rất rõ ràng. Thế nhưng Ngài không nói cho người khác biết. Nếu nói cho người ta biết, người ta sẽ quấy nhiễu Ngài. Tuy không nói, nhưng trong khi nói chuyện cũng đã để lộ tin tức. Một ngày trước khi giảng sanh, Ngài vẫn trồng trọt ở trong vườn. Đã làm từ sáng đến tối, cả ngày dọn dẹp vườn rau. Có một số pháp sư nhìn thấy rồi, nói trời tối rồi, nghĩ thôi sư phụ, có thể nghỉ ngơi được rồi. Ngài nói sắp xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Nghe thấy Ngài nói như vậy là giống như cách nói bình thường vậy. Tối ngày hôm đó Ngài đã đi rồi. Trong lời nói của Ngài là có ý. Nghe thật kỹ cách nói chuyện mấy ngày gần nhất của Ngài, nó đều là để lộ tin tức là Ngài sắp đi rồi. Con người tặng cho Ngài một quyển Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Khen Tăng, là tặng quyển sách này. Chúng ta biết Lão Hòa Thượng không biết chữ. Ngài nhất định hỏi, anh tặng tôi sách gì, mọi người đọc cho tôi nghe. Ngài vừa nghe cái tên này thì vui mừng biết bao, vô cùng hoan hỷ. Lập tức mặc áo tràng đắp y, cầm quyển sách này, bảo mọi người đến chụp cho tôi tấm hình. Đây là gì? Đây là biểu pháp sau cùng. Đây chính là A-di-đà Phật đã nói cho Ngài biết. Sau cái biểu pháp này là chuẩn bị giảng sanh thế giới Cực Lạc. 3 ngày sau là Ngài giảng sanh rồi. Bạn hãy xem cho thật kỹ cái đĩa VCD này. Cái đĩa này ở trong đó rất có ý nghĩa giáo dục. Dứt khoát không được xem lơ là cẩu thả. Tôi xem cái đĩa này hơn 1 giờ đồng hồ chút xíu. Nó là tổng kết
của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hoàn toàn ứng dụng vào trong đời sống, vào trong công việc, vào trong đối nhân xử thế. Từng ly từng tí, Ngài đều làm ra hình mẫu để cho chúng ta xem. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền, toàn là ở trong đời sống thường ngày. Mỗi một mục nhỏ Ngài đều làm được, tôi không thể không khâm phục. Chúng ta đọc ở trong kinh nhưng chưa chắc làm được. Ngài không có đọc nhưng hết thảy đều làm được rồi. Ngài có thông kinh giáo hay không? Ngài vô cùng thông đạt. Ngài nói cho chúng ta biết ở thời đại này cần phải học Phật Pháp, thành tựu Phật Pháp như thế nào, cuối cùng giảng sanh bất thối thành Phật. Cứ đòi theo tấm gương này của Ngài mà làm là đúng rồi. Không cần danh, không cần lợi. Cái người khác cần, ta đều không cần. Cái ta cần, người khác đều không cần. Mọi người chung sống hòa hợp, không tranh với người, không cầu gì ở đời, chỉ cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Ý nghĩa của lần biểu pháp cuối cùng vô cùng rõ ràng, nói với mọi người trong và ngoài nước. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chính xác. Tập chú của lão cư sĩ Quảng Điểm Tổ là không có vấn đề. Nhóm người này của chúng ta mười mấy năm nay dựa theo kinh chú này tu hành là không có sai lầm, là làm chứng cho chúng ta. Chúng ta đã xem cái đĩa VCD biểu pháp này của lão hòa thượng. Vậy đối với kinh và chú giải này, chúng ta quyết một lòng học tập, sẽ không còn nghi hoặc nữa. Bất luận người khác nói như thế nào thì tính tâm của chúng ta vẫn không dao động, tâm nguyện của chúng ta cũng không bị ngăn ngại. Chúng ta chắc chắn được sanh tịnh độ giống như lão hòa thượng vậy. Tôi tin chúng ta chịu sự ảnh hưởng này của Ngài, tương lai giảng sanh, bạn sẽ nhìn thấy Ngài ở bên cạnh A-di-đà Phật, sẽ cùng đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh. Điều này Ngài đã từng nói, Ngài có cái nguyện này. Nếu không có cái biểu pháp của Ngài, thì người nghị luận quá nhiều, khiến tính tâm của chúng ta vẫn còn có chút không ổn định. Cái biểu pháp này khiến tâm của chúng ta định rồi, không còn nghi hoặc nữa. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mới sanh đến cái nơi này. Thử độ đại sĩ, chữ thử này là thế giới Cực Lạc. Những vị đại sĩ và những vị Bồ Tát này ở thế giới Cực Lạc, sắc tâm tự tại, thân thổ hổ hiện, vừa mới nói qua với các vị rồi. Đi về bên đó hoa khai kiến Phật, cái thân đó là hiện thân, hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy. A-di-đà Phật thân có 8 vạn 4 ngàn tướng tốt. Mọi người giảng sanh
đến thế giới Cực Lạc hoa khai kiến Phật, thân của họ cũng đầy đủ 84.000 tướng tốt. Mỗi một tướng cũng đầy đủ 84.000 vẻ đẹp, là giống nhau. Đây là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Cho nên thân độ hổ hiện, trong thân hiện cõi Phật mười phương. Ở trong tất cả cõi Phật hiện thế giới Tây Phương Cực Lạc, ư nhất hào đoan hiện bảo vương sát. Nhất hào đoan là sợi lông, là sợi lông trên thân chúng ta, là đầu ngọn của sợi lông. Đây là nói nhỏ, vi tế. Bên trong nó hiện cái gì? Hiện đại thiên thế giới. Phật độ chính là đại thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới. Ư vi trần lý chuyển đại pháp luân. Cái vi trần này là nói sắc cực nhỏ. Sắc cực nhỏ là đơn vị nhỏ nhất của vật chất, là không thể nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn nữa là không có. Trong kinh Phật gọi là sắc cực vi, lại gọi là cực nhỏ của nhỏ. Cái sắc cực nhỏ này được khoa học hiện đại tìm ra rồi. Danh từ khoa học hiện nay gọi là vi trung tử, hoặc giả gọi là trung vi tử đều được. Nó bao lớn, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Nhỏ hơn nữa như thế nào? Phân chia nó tiếp nữa thì không còn, là không rồi. Đây là Phật nói trong kinh, sắc cực nhỏ không thể phân chia. Nếu phân chia nữa sẽ không còn. Nhà khoa học tìm ra nó, phân chia nó, thực sự là không còn, là vật chất không còn nữa. Phát hiện là gì? Phát hiện là hiện tượng sống của ý nghĩ. Cái vi trung tử từ đâu mà có? Là trong hiện tượng sống ý nghĩ sanh ra. Chứng minh một câu nói trong kinh Phật là sắc do tâm sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chứng minh rồi. Cho nên nhà khoa học nói cả vũ trụ, tất cả hiện tượng vật chất toàn là giả. Nó là huyễn tướng chứ không phải thật. Khoa học ngày nay đề xướng dĩ tâm khống vật, tức là dùng tâm niệm để điều khiển vật chất. Thân thể của chúng ta là hiện tượng vật chất, môi trường cư trú của chúng ta cũng là hiện tượng vật chất. Thân có bệnh đau, tâm có thể điều khiển vật chất. Thế thì thân thể này của ta, ý nghĩ có thể điều khiển. Chỉ cần ý nghĩ đúng đắn thì thân tâm của bạn khỏe mạnh, trăm bệnh không sanh. Có bệnh, có già, yếu là đều có quan hệ với ý nghĩ của bạn. Bạn không có cảm thấy già yếu thì con người sẽ không già. Tự mình cảm thấy mình đã già thì sẽ già rất nhanh. Cái hiện tượng này đều ở trước mắt. Tôi có rất nhiều đồng tu,
bạn bè lúc họ còn đang công tác, không có nghĩ đến nhà, mỗi ngày chỉ nghĩ đến công việc, bận rộn vô cùng. Chờ đến lúc nghỉ hưu rồi, vì sao lại nghỉ hưu? Là đến tuổi rồi, thế là nghĩ rằng tôi già rồi, vì hưu được vài năm không gặp mặt, giống như là đã già mười mấy năm vậy. Họ vì sao vậy? Họ lúc này thường hay nghĩ già, tôi già rồi, liền lão hóa ngay. Sắc là do tâm sanh. Lúc làm việc không có nghĩ đến già, sau khi về hưu một vài năm, sau khi gặp lại, sao mà già thành ra như vậy? Bạn đã hiểu rõ rồi. Già rồi thì thế nào? Già rồi thì nghĩ bệnh. Bệnh là do tưởng mà ra. Bạn nghĩ bệnh gì, nó sẽ bị bệnh đó. Rắc rối to rồi, thực sự là bị bệnh rồi. Tiếp đó đi tìm thầy thuốc, thầy thuốc chữa không khỏi, càng chữa càng nghiêm trọng. Quan hệ với ý nghĩ là quá lớn rồi. Trên hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói rõ cho chúng ta biết, môi trường cư trú của chúng ta lục lội từ đâu mà có? Là từ ý nghĩ tham lam mà có. Tâm tham lam, chiêu cảm nên lục lội. Nước biển dâng cao, nước sông dâng tràn. Nếu như chúng ta không có cái ý nghĩ tham này, thì nơi này vĩnh viễn sẽ không bị lục lội. Nạn lửa là do tâm sân hận, cảm ứng. Sức nóng tăng cao, nạn gió là do ngu si chiêu cảm nên. Động đất là do tâm ngạo mạn chiêu cảm nên. Núi lở đất sụp là do hoài nghi chiêu cảm nên. Tham sân si mạn nghi, năm loại ý nghĩ này chiêu cảm nên năm loại tai nạn. Không có năm loại ý nghĩ này thì năm loại tai nạn này sẽ không còn. Đây là phương pháp hóa giải tai nạn. Con người có ý nghĩ tốt, ý nghĩ tốt nhất chính là A-di-đà Phật. Không có ý nghĩ nào tốt hơn ý nghĩ này. Bạn có thể niệm Phật chân chánh, bạn có thể niệm Phật không gián đoạn, thì nơi bạn cư trú này sẽ không có tai nạn, thân thể bạn sẽ không sanh bệnh. Là không cần phải đi tìm bác sĩ, tìm thuốc men, không cần. Nếu vẫn còn cái tâm đi tìm cái này, tìm cái kia, đó đều là do bạn có hoài nghi đối với Phật Pháp. Tín tâm của bạn không đủ. Bạn không thể giống như cái tín tâm đó của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Trước khi Ngài chưa có học Phật, khoảng 18 tuổi, Ngài 20 tuổi là xuất gia. Lúc 18 tuổi đã bị bệnh, là trên chân bị mọc mục độc, khổ không thể tả. Mục độc lở loét, chân không thể đi lại. Mẹ của Ngài đi cầu thầy thuốc, tìm thuốc men cho Ngài, hết thảy đều không hiệu quả. Cuối cùng Ngài giác ngộ ra rồi, Ngài nói đây là nghiệp báo, oan nghiệp quấy phá. Cho nên mới nói với mẹ là không cần đi tìm thầy thuốc nữa. Ngài nói, nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, nên ngày đêm nhất tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Niệm được hơn một tháng thì cái bục này tự nhiên khỏi rồi. Vì sao cả đời không bị lại nữa? Cho nên Ngài vô cùng tin đối với sự linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi gặp người khác bị tai nạn, có bệnh khổ, Ngài đều khuyên người ta niệm Bồ Tát Quán Âm. Nhất tâm xưng niệm, tự nhiên sẽ khỏi ngay.
Đây là gì? Tính tâm. Tính tâm là năng lượng chính, hoài nghi là năng lượng phụ. Có hoài nghi, dù công đức như thế nào đi nữa cũng bị phá hoại hết. Đặc biệt đối với Phật Bồ Tát, đối với Thánh Hiền, tuyệt đối không được có mảy may hoài nghi. Ngày nay người học Phật chúng ta biết tai nạn của toàn thế giới không thể tránh khỏi. Vì sao vậy? Nhân của nó chưa đoạn. Nhân chính là tham sân si mạn nghi. Tai nạn là do cái này chiêu cảm nên. Tham sân si mạn nghi đoạn rồi thì tai nạn sẽ không còn nữa. Ai chịu đoạn tham sân si mạn nghi vậy? Chỉ có người thâm nhập kinh tạng, họ hiểu được, họ biết đây là thật, không phải giả, nên họ chăm chỉ đi đoạn sạch nó. Phàm người nào hoài nghi thì khổ nạn sẽ nhiều. Người thật sự tin thì tai nạn sẽ ít. Người có phước báo đứng hàng đầu trong thiên hạ chính là người niệm Phật. Bản kinh còn đặc biệt giới thiệu ra Bồ Tát Quán Thế Âm, nói cho mọi người biết, nếu như lúc nào bạn gặp phải cấp nạn, sợ hãi, bạn liền nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát nhất định sẽ giúp bạn hóa giải nỗi sợ hãi tai nạn của bạn. Bạn cần phải tin mới được. Nếu không tin thì bạn sẽ không thể đạt được cái lợi ích thù thắng này. Nhất định phải tràn đầy tính tâm, tuyệt đối không hoài nghi. Cho nên chư vị Bồ Tát có thể chuyển Đại Pháp Luân ở trong vi trần, đây cũng là chứng tỏ họ đại tự tại, họ không có chướng ngại, xứng tánh trang nghiêm, vô chướng vô ngại. Chúng ta muốn đến cảnh giới này, nếu thực sự chịu dùng từ 3 năm đến 5 năm công phu, buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, bạn sẽ đạt được thôi. Sơ trụ viên giáo trở lên, mãi đến Bồ Tát Đẳng Giác, 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ đều thuộc cõi đó. Quả vị nào cũng đều phần chứng cõi thường tịch quan. Nếu khế nhập thường tịch quan là diệu giác, ở trong thực báo độ đều biết thường tịch quan, thế nhưng mà chỉ là không thể bước vào. Tại vì sao không thể chứng được vậy? Vì tập khí phiền não vô thủy vô minh chưa đoạn. Nếu như đoạn tập khí phiền não rồi thì họ sẽ khế nhập thường tịch quan rất dễ dàng. Nhập thường tịch quan chính là diệu giác Như Lai, là không gọi đẳng giác, vì chứng được diệu giác rồi. Là cùng chung một pháp thân, với tất cả chư Phật Như Lai, Phật mười phương ba đời
cùng chung một pháp thân. Ở nơi này chứng được. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Đoạn này dưới đây hầu hết là do tôi tiết lục hoàn toàn. Chúng ta vẫn là xem nguyên văn chú giải của Niệm Lão ở trang 189, hàng thứ hai. Giải đệ tứ thường tịch quang độ, pháp thân Phật sở cư chi độ, ở Hoa Nghiêm gọi là diệu giác quả Phật. Danh vi thường tịch quang độ, ở trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói thực tướng chi thể. Đây hoàn toàn là thực tướng. Thực tướng hình dáng như thế nào? Phi tịch, phi chiếu. Ở trong thường tịch quang chính là một bầu sáng suốt. Ở trong cái bầu sáng suốt này không có gì cả. Ba loại hiện tượng mà khoa học nói, hiện tượng vật chất nó không có, hiện tượng thông tin nó cũng không có. Thông tin chính là khởi tâm động niệm. Ở trong đây không có khởi tâm động niệm, hiện tượng tự nhiên cũng không có. Không thể nói tịch, không thể nói chiếu. Tịch là tỉnh, thanh tịnh. Chiếu là trí huệ sáng suốt. Tuy nó không phải tịch, cũng không phải chiếu, thế nhưng nó tịch mà hằng chiếu, chiếu mà hằng tịch. Có một số chỗ chữ hằng này nó dùng chữ thường, ý nghĩa là như nhau. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch chiếu đồng thời, chiếu nhi tịch, cưỡng danh thường tịch quang độ. Tịch nhi chiếu, cưỡng danh thanh tịnh pháp thân. Cưỡng là miễn cưỡng. Vì sao vậy? Quả thật sự là không thể nói ra được. Không có cách gì nói cái cảnh giới này. Cảnh giới này là thật sự không thể nghĩ bàn. Gọi nó là thường tịch quan cũng là miễn cưỡng thêm vào. Thường tịch quan là ý nghĩa gì? Thường là vĩnh hằng, bất biến, bất sanh, bất diệt. Nếu như dùng năm câu nói lúc khai ngộ của Đại sư Huệ Năng để nói, thì thường chính là bất sanh, bất diệt. Nào ngờ tự tánh bất sanh, bất diệt. Bất sanh, bất diệt, đây là thường. Tịch là thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Quang là bát nhã, chiếu khắp pháp giới, là không có cái gì không ở trong thường tịch quang cả. Nó không phải chết cứng, nó là sống động. Dùng cách nói hiện nay để nói, nó là có cơ thể, nó là hữu cơ. Khoa học hiện nay dần dần chứng minh nó rồi. Chứng minh điều gì? Tất cả vạn vật
thấy đều là hữu cơ. Cũng chính là nói, nó biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, nó biết hết. Không có cái gì không biết. Năm kia, nước Mỹ có một nhà tâm lý học là tiến sĩ Hewland. Người này cũng rất nổi tiếng. Ông dùng ý niệm chữa bệnh cho người ta, vô cùng hiệu quả. Ông đến chỗ tôi để viếng thăm. Tôi hỏi ông, cái ý niệm này của ông chữa bệnh cho người là căn cứ vào đạo lý gì? Ông nói với tôi là căn cứ vào niệm lực. Niệm lực là bản năng của loài người. Công năng của niệm lực là không cách gì tính được. Năng lượng của nó quá lớn rồi. Cùng với cơ học lượng tử hiện nay phát hiện, có thể làm bằng chứng phụ. Tôi hỏi ông, ông dùng phương pháp gì để chữa bệnh cho người ta? Cái mà mình cần phải có chính là tâm thanh tịnh. Ở trong cái tâm này không được có tạp niệm, không được có vọng tưởng. Ác niệm phải đem nó trừ sạch, quét sạch sẽ. Thiện niệm cũng không được có. Thiện niệm, ác niệm đều ô nhiễm tâm thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh không có thiện ác. Vì là chính xác. Sau đó, bệnh nhân chỉ cần cung cấp bốn sự việc. Cái thứ nhất là họ tên của bệnh nhân này, tên của họ. Thứ hai là ngày tháng năm sinh của họ. Thứ ba là nơi ở hiện nay của họ. Cái thứ tư là bệnh án của bệnh nhân, là hồ sơ bệnh án họ đến bệnh viện kiểm tra. Ông chỉ cần bốn tư liệu này. Chữa bệnh có thể không cần thấy mặt bệnh nhân, cách xa mấy nghìn dặm cũng có hiệu quả. Ông có đủ cái điều kiện này. Phương pháp chính là mỗi ngày làm quán tưởng. Khi chữa bệnh quán tưởng, ông phải tưởng bệnh nhân này dung hòa thành một thể với mình. Ta người là một thể. Sau khi quán tưởng thành công, xem bệnh án là mình, những chỗ nào có vấn đề, và dùng tâm thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh của mình, đem bệnh trên người của mình hoàn toàn khôi phục như bình thường. Phải liên tục một tháng, tức là 30 lần. Mỗi một lần là một ngày, nửa giờ đồng hồ. Sau một tháng, trên người mình hoàn toàn khỏe rồi, thì bệnh của đối phương cũng sẽ không còn nữa. Điều khỏe là tự nhiên mà khỏe. Bốn câu khẩu quyết của ông. Câu thứ nhất là xin lỗi, là nói đối với mầm độc này.
xin lỗi, tôi không có chăm sóc bạn tốt, khiến cho bạn sanh bệnh rồi, xin hãy tha thứ. Sau đó là cảm ơn bạn, tôi yêu bạn, là bốn câu nói này. Trong nửa giờ đồng hồ này quán tưởng, trong miệng niệm câu này, trong tâm nghĩ đến, nghĩ đến những tế bào mầm độc này, khiến cho nó tự nhiên khôi phục về bình thường, không còn mang theo cái mầm độc truyền nhiễm này nữa. Thật sự hữu hiệu. Ông nói với chúng tôi, tuyệt đối không nên cho rằng nơi này của bạn là không có người, là bàn ghế, bức tường, tầng nhà, nền nhà, thấy đều biết nhìn, biết nghe, đều hiểu được ý của bạn. Bạn đồng ý nghĩ gì, chúng cũng đều biết cả. Bạn có thể che giấu được ai chứ? Còn nghiêm khắc hơn là tai dách mạch rừng mà người xưa đã nói. Xung quanh chúng ta đây không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn bạn. Khởi tâm động niệm, mỗi một hạt vi trần đều biết. Cho nên có trời đất quỷ thần hay không? Có. Vì sao vậy? Vạn vật đều có tánh linh, đều có thể nhìn, có thể nghe, đều hiểu được chúng ta khởi tâm động niệm, nó đều biết. Đây chính là thần, đây chính là linh, khắp nơi đều như vậy. Nếu bạn che giấu là giấu chính mình, chứ không thể giấu được trời đất vạn vật. Sở dĩ chân tâm là thanh tịnh, xưa nay cũng chưa từng ô nhiễm bao giờ, gọi là tịch. Tác dụng của nó là quang minh chiếu khắp. Ở trong Yếu Giải nói rất hay, từ chỗ chiếu mà tịch, miễn cưỡng đặt cho nó cái tên gọi là thường tịch quang độ. Từ chỗ tịch mà chiếu, miễn cưỡng đặt cho nó cái tên là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh chính là thường tịch quang độ, thường tịch quang độ chính là pháp thân thanh tịnh. Do đó có thể biết thân độ không hai đều thuộc về cái tên miễn cưỡng. Ở Thực Báo Trang Nghiêm Độ, bạn có thể cảm biết được sự tồn tại của thường tịch quan. Bạn không thể chứng được, đây là cảnh giới cao nhất. Sau khi chứng được, bạn có thể đi vào trong vi trần, hiện thân thuyết pháp độ chúng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong hạt cải chứa núi Tu Di, trong một hạt vi trần có cõi nước chư Phật mười phương, ở trong đó giảng kinh dạy học, Bồ Tát Phổ Hiền có thể đi được, chứng minh là thật, không phải giả. Tu hạnh Phổ Hiền chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Cực Lạc, chỉ cần bạn giảng sanh về bên đó, thì người nào cũng là tu hạnh Phổ Hiền. Cho nên Tịnh Tông với Hoa Nghiêm là một thể. Tịnh Tông nhập Hoa Nghiêm là đường tắt, là con đường gần.
dùng phương pháp của Kinh Hoa Nghiêm vào thế giới Hoa Tạng không dễ dàng. Có thể nói là phàm phu không có phần. Thế nhưng đi vào cửa tịnh độ này, vào thế giới Hoa Tạng là rất dễ dàng. Đến thế giới Cực Lạc cũng là đến thế giới Hoa Tạng. Cho nên không khó, chỉ khó ở thật tin, khó ở không có hoài nghi. Thực sự không được hoài nghi, hoài nghi là vấn đề lớn, quá đổi sai lầm của chúng ta, khiến chúng ta ở trong đời này không thể thành tựu, bị thiệt thòi lớn rồi. Cố tri thân độ bất nhị, giai thuộc cưỡng danh, tịch chiếu đồng thời, phi tư lượng cảnh. Ở trong đây có đạo lý rất sâu xa, người học Phật không thể không biết. Tôi nhìn thấy từ trên đĩa VCD, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Làm sao tôi biết? Chính là tịch chiếu đồng thời mà chỗ này đã nói. Vì sao vậy? Tâm của Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở trong định, đừng nhìn thấy Ngài hằng ngày lao tác, hằng ngày làm việc không có nghỉ ngơi. Tâm Ngài là định, thân là động, tâm là định. Định chính là tịch. Tịch chính là thanh tịnh bình đẳng ở trên đề kinh của chúng ta. Đây là chân tâm, đây là tự tánh. Nó khởi tác dụng chính là giác, thanh tịnh bình đẳng giác. Giác chính là chiếu. Cái giác này chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tôi đoán là Lão Hòa Thượng đạt đến cảnh giới này có lẽ là khoảng 30 đến 40 tuổi là Ngài đã đạt được rồi. Sau khi đạt được thì không có gì mà không biết, không có gì không thể. Tại vì sao cả đời đều làm nông phu, không ra giảng kinh hoằng pháp? Đó là biểu pháp cho chúng ta thấy. Chúng ta sinh ra và lớn lên ở thời đại này, nếu muốn mình công phu thành tựu thì phải giống cái phương pháp đó của Ngài là tuyệt đối chính xác. Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy chúng ta người hiện nay xây đạo tràng phải xây chùa nhỏ, am tranh, là xây đơn giản thôi. Trú chúng nói với chúng ta là không nên vượt quá 20 người. Mọi người cùng nhau niệm Phật thật tu, tương lai người nào cũng giảng sanh. Đây chính là thành tựu. Chùa xây quá to, vô cùng trang nghiêm, người ở trong đó hưởng phước, quên mất việc tu hành rồi, còn dẫn đến chuyện tranh đoạt tài sản. Cái chùa nhỏ rách nát của bạn tặng người ta, người ta không cần, tâm của bạn mới định xuống, mới an được. Cho nên Phật pháp tu học có thời tiết nhân duyên.
Thời Tùy Đường hưng thịnh có thể xây đạo tràng lớn. Ngày nay không phải như vậy. Xã hội ngày nay rất nhiều người không tin, nói bạn mê tín. Chùa nhỏ thì ít chuyện, rất quy củ. Bạn thấy mình canh tác một chút đất. Ngôi chùa nhỏ này của Ngài chỉ có 4 người ở thôi. Có 5 mẫu đất là đủ nuôi sống cả nhà. Họ ở dưới quê có mấy mẫu đất, có thể tự cung tự cấp. Lão Hòa Thượng lúc còn trẻ có thể lực, lại chịu làm, lại có tâm từ bi, được Phật lực gia trì. Ngài khai hoang, đất hoang không có chủ. Sau khi khai đó ra, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái. Ngài tổng cộng đã khai được hơn 100 mẫu. Hơn 100 mẫu đều là từ đất hoang khai ra. Trồng nhiều lương thực như vậy để làm gì? Có một nhóm người nghèo khổ, không có ăn. Ngài cung cấp. Ngài tu bố thí ba la mật, tu trì giới ba la mật, tu nhẫn nhục ba la mật, tu tinh tấn ba la mật, tu thiền định ba la mật, thậm chí là bát nhã ba la mật, đều là ở trong đời sống thường ngày, biểu hiện tinh tế, sâu sắc. Quá hiếm có. Bạn phải biết nhìn. Ở trong đời sống của Ngài, bạn phải nhìn ra được manh mối, nhìn ra được Phật Pháp Đại Thừa rất sống động, học hỏi áp dụng linh hoạt. Ngài xưa nay không thuyết giảng, giữ vững bổn phận, bổn phận thật thà, không rêu rao, không sanh sự, vĩnh viễn khiến mọi người xem thường. Là bạn cả đời bình an vô sự. Đây là ở cái thời đại hiện tiền này. Học Phật, thành Phật, thì cái phương pháp này của Ngài là biện pháp tốt nhất, là hoàn toàn tương ứng với những gì Ấn Quang Đại Sư dạy. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói, tịch chiếu đồng thời, phi tư lượng cảnh, chúng ta vô phương tưởng tượng, hữu thường tịch quang tam tự, toàn hiển niết bàn tam đức, Như Lai bí tạng. Cái bí tạng này chính là người bình thường chúng ta gọi là bí mật của vũ trụ. Thường tức pháp thân đức, pháp thân thường trụ. Pháp thân chính là thường tịch quang, thường tịch quang chính là pháp thân. Tịch là giải thoát, tự tại. Trần lao vĩnh tịch, buông xả vạn duyên. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, được đại tự tại, quang tức bát nhã đức, trí quang biển chiếu.
Đây là thường tịch quan độ, đẳng giác, đại sĩ, phá hết 41 phẩm vô minh. Bốn mươi một phẩm vô minh này là tập khí vô minh. Cánh phá tối hậu nhất phẩm sanh tướng vô minh. Một phẩm tập khí sanh tướng vô minh cuối cùng đoạn rồi, phát thân toàn hiển, viên chứng tam đức. Vào lúc này thực báo độ không thấy nữa, chính là lời trong kinh Kim Cang nói: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thực báo độ có phải là hư vọng không? Không có nói thực báo độ là ngoại lệ. Thực báo độ không thấy nữa, thực báo độ không có sanh diệt, nó có ẩn hiện. Có duyên nó hiện tiền, không có duyên nó không thấy nữa. Nó có ẩn hiện, không phải sanh diệt. Nó không có sanh diệt, cho nên người ở trong thực báo độ, người vô lượng thọ. Vô lượng thọ như thế nào? Họ không già yếu, họ không có biến hóa, quả thực sự là mỗi ngày đều giống nhau, là người không già yếu, người không bị bệnh, người không có phiền não, không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Những cái nhân nhân quả quả này ở trong thế giới chúng ta là hoàn toàn không có thực báo độ, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới có ẩn hiện khác nhau. Vô minh phiền não ngay cả tập khí cũng đoạn hết rồi thì nó không hiện nữa. Nó hiện là gì? Nó hiện là thường tịch quan. Cho nên pháp thân hiển hoàn toàn. Pháp thân là thường tịch quan. Thường tịch quan hiện tiền, viên chứng tam đức, chính là bát nhã giải thoát pháp thân. Đây là chứng được rồi, triệt bản tâm nguyên, cứu cánh thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quan độ. Hiện nay nhà khoa học đề xướng một cái danh từ gọi là linh cực hạn. Dường như vạn vật trong vũ trụ sanh ra từ trong cái không này, phát triển đến cuối cùng vẫn quay về lại vị trí ban đầu. Quay về vị trí ban đầu, quay về điểm xuất phát. Cái điểm này chúng ta tự tánh. Tự tánh chính là thường tịch quan. Thường tịch quan chính là tự tánh. Tứ độ này về mặt đại thể, chúng ta đã có một cái khái niệm rõ ràng. Tây phương tứ độ thực sự là vô phương tưởng tượng. Nó thù thắng vô song. Cái duyên phận này là giống như lời trong kệ khai kinh nói vậy: trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp. Giống như lời cư sĩ Bành Tế Thanh nói là: vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta ngày nay gặp được rồi, gặp rồi,
Nếu như không thể nắm lấy, không thể thật sự tin, thế thì quá đáng tiếc rồi. Bạn vẫn phải tiếp tục tạo luân hồi, không biết lần sau là đến kiếp nào bạn mới có thể gặp lại được. Không phải mỗi lần là đều có thể gặp được, không thể. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Dưới đây là khuyến khích chúng ta cần nắm bắt được cái duyên phận này. Chúng ta xem đoạn thứ ba dưới đây: phàm phu đới nghiệp giảng sanh đồng cư độ. Dĩ thân văn Phật huấn cố, vô thối chuyện cố, thọ mạng vô lượng cố, cố tất ư thử nhất sanh, viên đoạn chư hoặc, viên tịnh tứ độ, cố sanh đồng cư, diệt tức sanh thượng tam độ, cố viết viên sanh tứ độ. Đoạn này nói quá hay rồi. Khi tôi tiết lục đã tiết lục toàn bộ, không thiếu một chữ nào. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta ngày nay là phàm phu lục đạo. Làm thế nào đến thế giới cực lạc? Là đới nghiệp giảng sanh, sanh đồng cư độ. Cái hay là ở chỗ nào vậy? Cái hay là lần đầu tiên chính mình nghe được A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta là thật. Ở trong tất cả pháp đều là lấy dạy học làm đầu. Thế giới cực lạc không ngoại lệ. Thế giới cực lạc được thù thắng như vậy, tốt như vậy. Phật Đà giảng kinh không có nghỉ ngơi. Phật Đà giảng kinh A-di-đà Phật có giảng đường lớn. Ở trong giảng đường lớn, mỗi người giảng sanh đều có chỗ ngồi. Chỗ ngồi giống như hoa sen vậy, đều có tên của mình. Sẽ không có mảy may sai lầm nào. Phật dùng một âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại mà loại nào cũng hiểu được. Chúng ta đi về nơi đó, nghe A-di-đà Phật thuyết cho chúng ta, chính là chúng ta hiện nay gọi là tiếng phổ thông. Nghe hiểu được, không cần phiên dịch. Họ là người Mỹ, ngồi chung với chúng ta, tiếng họ nghe là nghe tiếng Mỹ, là khác với ta, họ cũng hiểu. Người nào nói tiếng của người đó, mỗi người đều có khả năng, đều có thể hiểu được. Thế nhưng nghe Phật giảng kinh nhất định là ngôn ngữ của mình. Giảng kinh gì? Bạn muốn nghe kinh gì thì nghe được chính là bộ kinh đó. Không thể nghĩ bạn. Cho nên đến thế giới cực lạc thành tựu sẽ nhanh. Người thế giới cực lạc không cần ăn uống. Thân pháp tánh là không giống như cái thân này. Cái thân này là hiện tượng vật chất.
mỗi ngày phải ăn 3 bữa để bổ sung năng lượng. Năng lượng của thế giới cực lạc là sanh ra từ tự tánh, nên không cần bổ sung bên ngoài. Cho nên họ không cần ăn uống, họ cũng không có đại tiểu tiện, họ cũng không cần ngủ. Thế giới cực lạc là thế giới quang minh, không cần mặt trời mặt trăng, không cần ánh đèn. Thân của mỗi người là tỏa sáng, tất cả hiện tượng vật chất đều tỏa sáng, cung điện cư trú cũng tỏa sáng, cỏ cây hoa lá tỏa sáng, là thế giới quang minh. Nó không có bóng tối, cho nên nó không có ngày đêm. Ngày đêm, ngày tháng năm, phương đông tây nam bắc ở thế giới cực lạc đều không có. Cái gọi là thời gian không gian không có, hoàn toàn là đại quang minh tạng. Cho nên nghe Phật giảng kinh thuyết pháp không thói chuyển, vô thói chuyển cố, mỗi ngày đều đang nâng cao, mỗi ngày đều đang tiến bộ, tiến bộ rất nhanh, khiến người ta nhìn thấy cảm thấy là không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Phật ở nơi này, lúc tiến lúc lùi, nó thực ra là tiến quá ít mà lùi quá nhiều, rất khó thành tựu. Thật sự thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi, phải hạ quyết tâm, ta phải giảng sanh thế giới cực lạc, ta không ở nơi này nữa. Đây là gì? Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, sống ở đây làm gì? Thời gian sống ở đây dài, đó chính là A-di-đà Phật bảo bạn làm biểu pháp. A-di-đà Phật bảo bạn làm biểu pháp thì tuổi thọ của bạn không phải là của mình, là do Phật cho bạn. Phật sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Đến khi làm biểu pháp, công đức viên mãn rồi, thì A-di-đà Phật tự nhiên thông báo, bạn sẽ biết ngày nào, mấy giờ, mấy phút giảng sanh. Không có mơ hồ chút nào. Tuổi thọ ở thế giới cực lạc là vô lượng. Vô lượng pháp môn, không có pháp nào không thông đạt. Lại huống chi chỉ cần kiến tánh, kiến tánh liền thông đạt ngay. Vì sao vậy? Tất cả pháp là do tự tánh biến hiện, tự tánh là năng hiện, năng sanh. Vạn pháp là sở hiện, sở sanh. Chỉ cần chứng được tự tánh, thì tất cả pháp mà tự tánh sanh, tự nhiên quán thông, không có mảy may chướng ngại. Cho nên đến thế giới cực lạc là thành Phật nhanh chóng. Cố tất ư thử nhất sanh, viên đoạn chư hoặc. Cần chú ý cái chữ viên đó, viên mãn. Kiến tư phiền não đoạn rồi, kiến tư hoặc, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh phiền não đoạn rồi, là viên đoạn. Đoạn một cái là đoạn tất cả, không phải giống ở thế giới này. Thế giới này trước tiên đoạn kiến tư, chứng quả vị tiểu thừa. Tiểu thừa có tứ quả, tứ hướng, là tám cấp bậc. Đại thừa
từ quả vị sơ tính đến quả vị đẳng giác là 51 cấp bậc. Đến thế giới cực lạc, viên chứng, viên đoạn. Đoạn một cái là đoạn tất cả, chứng một cái là chứng tất cả. Vì vậy là viên tịnh tứ độ, cố sanh đồng cư, diệt tức sanh thượng tam độ, cố viết viên sanh tứ độ. Mấy câu nói này là quan trọng hơn hết. Đồng thời bạn liền sanh thực báo trang nghiêm độ. Đối với thường tịch quan độ hoàn toàn sáng tỏ, nhưng không thể vào được. Tại vì sao không thể vào? Bạn vẫn còn chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Tập khí phiền não vô thủy vô minh chưa đoạn. Cái tập khí này chính là chướng ngại. Điều này không thể không biết. Nếu như đoạn tập khí rồi, liền hòa vào thường tịch quan. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Cực lạc thắng ư thập phương giả. Đây đều là khuyên chúng ta thủ tại đới nghiệp phàm phu, nhất sanh bị quốc, tiện bất thối chuyển. Đây là thế giới cực lạc. Hơn hẳn thế giới mười phương. Thế giới mười phương không có cách gì sánh với nó. Bất thối hữu tam. Cái thứ nhất là dĩ bất thối. Tu Đà Hoàng tiểu thừa, Bồ Tát sơ tính đại thừa, các ngài không còn đọa lạc thành phàm phu nữa. Họ chưa có rời khỏi lục đạo luân hồi. Họ ở lục đạo luân hồi chắc chắn không đọa ba đường ác. Họ chỉ ở hai đường nhân gian và cõi trời tu hành. Họ cũng sẽ không biến thành A-tu-la. Tuổi thọ ở nhân gian hết rồi, họ sanh thiên. Tuổi thọ cõi trời hết rồi, họ lại đến nhân gian. Bảy lần qua lại cõi nhân gian và cõi trời, họ sẽ vượt qua luân hồi, vĩnh viễn thoát ly rồi. Bảy lần qua lại này ở đại thừa và Bồ Tát quả vị thất tính, vĩnh viễn vượt qua luân hồi. Ở tiểu thừa chính là tứ quả A-la-hán. Vĩnh viễn vượt qua luân hồi. Thế nhưng tiểu thừa sau khi ra khỏi luân hồi, họ sanh về pháp giới tứ thánh của thập pháp giới rồi. Vẫn còn giai cấp, dần dần nâng cao. Nâng cấp lên đến Bích Chi Phật, đến Bồ Tát, đến Phật. Cuối cùng phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là thoát khỏi thập pháp giới. Tuy nhiên ở tịnh độ thì khác. Tịnh độ vừa rời là vĩnh viễn thoát khỏi, là vượt ngang chứ không phải ra dọc. Tịnh độ là ở trong đời này họ đã giảng sanh rồi, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Không những vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà còn vĩnh viễn thoát khỏi thập pháp giới.
cho nên họ không đọa làm phàm phu. Hạnh bất thối, đoạn kiến tư, phục trần sa, hằng độ chúng sanh, bất đọa nhị thừa. Họ sẽ không bị lui sụp, mất tâm Bồ Đề, sẽ không thay đổi ý nghĩ. Độ chúng sanh quá vất vả rồi, không độ chúng sanh nữa, chỉ cầu cho mình, là không được nảy sinh cái ý nghĩ này. Thứ ba là niệm bất thối, phá vô minh hiển Phật tánh, niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải. Như Lai giác hải chính là nhất thiết chủng trí. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.